Vừa qua, đại diện công ty Taisho Việt Nam và công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Phước Linh đã đến thăm và tặng quà cho cán bộ nhân viên tuyển đầu chống dịch COVID-19 huyện Tuyên Hóa. Tham dự có đồng chí Hồ Vũ Thương, huyền ủy viên, phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện. Theo đó, đoàn đã trao quà hỗ trợ 170 thùng nước tăng lực cho đội ngũ cán bộ y tế, cán bộ chiến sĩ các lực lượng vũ trang và lực lượng đoàn viên thanh niên làm việc tại các chốt kiểm dịch COVID-19 gồm chốt kiểm dịch Xuân Á, chốt kiểm dịch Tân ấp, và tặng quà cho cán bộ đang làm nhiệm vụ tại hai khu cách ly của huyện, khu cách ly của xã Thanh Hóa. Ngoài ra, dịp này đoàn cũng đã đến thăm và tặng quà cho phòng y tế, trung tâm y tế huyện và bệnh viện đa khoa huyện Tuyên Hóa. Tổng giá trị cả xuất quà là 28 triệu đồng. Qua đó, nhằm chia sẻ những khó khăn cũng như tạo thêm nguồn sức mạnh, đồng viên thích lệ tinh thần lực lượng tuyển đầu tiếp tục nỗ lực trong công tác phòng chống dịch COVID-19, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân.